Đây là điều rất là quan trọng. Giống như chị đàn nhà cũng thế, anh chị chọn được cái hướng năm nay nó vượng sơn vượng hướng chẳng hạn, anh chị chọn vào thiên khí rồi chị nạp được địa khí xong thì chúng ta phải tính đến nhân. Bây giờ ở mình toàn tính tam tai hoàng ốc kim lâu ấy, anh chị tính nhân trước, trong khi đó mà đất không được tuần, thiên khí không được vận đấy ạ, thì chị làm nhà thường hay vẫn câu chuyện tai nạn xảy ra với mình do là nó không đắc được thiên địa. Cái yếu tố này là yếu tố chúng ta xử lý khái niệm về thiên khí ấy. Còn về cá nhân của mình cũng là tiểu cục ấy. Thì giả sử lúc đó thì anh chị ở trong cái phòng nào đó ở trong này, chúng ta sẽ xử lý vào cái bảng mệnh của chị ở đây sau. Còn bây giờ mình sẽ xử lý cái tổng cục bên ngoài là thiên khí. Chị hỏi đấy ạ, là Bắc nhiều và Tây Bắc không chút Tây Bắc. Trong cái điều khi mình đi giảm không thì sợ nhất về cô ghé ạ. Kẹo nó sẽ đến xử lý. Ghé là không biết từ giờ gì hết để là thi hỏi của chị ạ. Không. Vâng. Tại chung cư thì giống như cái tòa nhà của chị nhá, cũng giống như cái nhà chị 5 tầng đấy. Đúng không ạ? Người ta xem hướng của cái nhà 5 tầng của chị, chứ không có ai tính cái hướng cái phòng nào đó đấy của chị, mà mình cho sinh viên thuê cũng như chị ở thì người ta tính cái phần đấy làm trọng, hướng của cả các tòa chung cư ấy làm trọng, nó sẽ quyết định yếu tố quan trọng hơn rằng là yếu tố cái hướng của cái hướng lấy cái tòa chính của nhà ấy. Là ví dụ như là chung cư nếu như mà nó là Tây Bắc Đông, nó là hướng Tây Bắc nhá, thì như vậy toàn bộ các căn hộ ông đấy nó sẽ theo trục tứ vi là Tây Bắc Đông Nam và Tây Nam Đông Bắc, chỉ có một đường hết đấy. Và trừ khi nhà nó cong thì phải chịu, chỉ có một vài căn thôi. Thường sẽ hoặc là nhà theo tứ chính chẳng hạn thì nó sẽ theo là Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây Nam Bắc, cứ chỉ có một đường hết. Đúng không ạ? Không phải phòng làm chấn đâu, phong thủy không phải thế đâu. Phong thủy quan trọng nhất đó là anh chị tính được khí, anh chị tích được khí, anh chị tìm được vị trí nào tắc khí ở trong nhà. Đối chị đặt cái gì đúng không? Điều quan trọng ở đấy, còn tất cả bể cá, tất cả các kiểu biết hết. Ví dụ như vào nhà người ta cũng bảo anh chị phải là treo cái tranh, là những câu chuyện đấy nó không xảy ra cái vấn đề gì cả. Trong khi đó khí trong nhà chị định nó sai ngay từ đầu rồi, nó bị hỏng rồi. Ví dụ cái cửa nhà mở vào thì bên này ạ, thì ví dụ nhá, là cái vị trí tôi đang đứng ở đây là vị trí đắc khí nhất chẳng hạn, thì chị nên để cái gì đắc khí nhất ở đây. Còn nếu như mà vị trí bây giờ chúng ta để kiếm này, tôi treo cái này, nó phải tùy vào trường hợp. Còn phong thủy đó, là cái quan trọng nhất là thời điểm anh chị đặt cái vật phẩm vào, nó quyết định 7% xem là vật phẩm đấy có giá trị hay không, không chỉ là đồ chơi nữa. Hoặc là lâu lâu mới phát, khoảng 5 năm 7 năm hoặc là lâu lâu mới phát. Còn không là thời điểm anh chị đặt cái vật phẩm đấy vào, nó phát huy được công dụng của vật phẩm hay không. Nó giống như là anh chị thời điểm anh chị xây nhà, anh chị nạp khí cho ngôi nhà của anh chị, để ngôi nhà chị nó sẽ vượng phát lên. Mình tính được đắc thiên khí, đắc địa khí, đắc nhân khí ở đấy. Cả nó dần dần, tại vì cái này đang cơ bản. Khi nào sau khi các anh đề thi thì mình hướng dẫn. Thầy có nói về, thầy có dạy về cái thời điểm đặt lên mà. Có bình tĩnh cả, phải hết sức bình tĩnh cả. Hôm nay chúng ta có một ngày để vật vã với nhau thì phải bình tĩnh cả, tại vì đầu tiên đó là cái nó phải từ một bây giờ đùng một phát mình nữa, chị đấy chị cũng hiểu được, không hiểu nổi là sao luôn. Nó lại nói dở cái à. Ở chỗ này của nhà của anh, của nhà của chị đang hỏi về cái hướng, ví dụ nhà mỗi về nó đi. Ví dụ khi chị nói ghé rất là khó, vì hôm qua mà đi khảo sát ngôi nhà phong thủy của nhà của chị ạ, như này. Khi mà tôi đo trên cái lá kinh ấy, là nó cứ nằm ở giữa. Khi đo trên lá kinh nó nằm luôn dần thân, tức là đây nó nằm dần sát dần, nó nằm giữa như thế này. Nếu nó lệch nó khó chị chẳng hiểu. Ví dụ nhá, anh chị đo hướng nhà của chị nhiều khi nó chỉ lệch một độ thôi, nó là hướng thì nó sang là Đông Bắc, mà lệch một độ thì nó sang Đông. Tức là mà khi mà đi đo một cái nhà mà mình đứng trước nhà mình đo nó kẹp vào giữa thế, chạy ra sau nhà đo nó là Đông Bắc, ra trước cửa nhà đo thì nó lại là hướng Đông, còn ra bên cạnh đo thì nó là Đông Bắc, còn ra bên trái bên phải đo nó một tiếng không biết nó là hướng gì, làm nhà bây giờ sẽ có cách. Hôm nào quay lại đo tiếp thì 3 tiếng nữa bắt nó tóm lại nó là hướng gì. Không, trong trường hợp đấy gọi là kiêm hướng. Tức là khi của nhà chị ở đây là Tây Bắc chẳng hạn, mình gọi luôn là Tây Bắc tẹo nữa, mình sang hướng dẫn sang chị cái phần kích đề độc ấy, thì nó sẽ có cái phần mấy chị cách chị chia cục trong nhà và chia nhà mình thành các cái cục như thế nào, vị trí nào gọi là vị như thế nào, và như thế nào gọi là hướng, và hướng nhà mình thực chất nó là hướng gì. chứ không chị dùng khái niệm là đâm ghé tây một tí là không biết là nó là đông, thì không biết là đông ghé nam một tí, không biết nó là đông nam hay là đông chị ạ. Tại bởi vì là ở giữa chính đông là 90 độ, lệch 22,5 độ thì nó vẫn là đông, sang đến 22,6 độ thì nó sang là đông nam. Khái niệm này tiện nữa, sẽ đến cái đoạn đấy thì mình sẽ nói ạ. Ví dụ nhà này chỉ hướng tây nam tây bắc phải hạn. Tây bắc là gì ạ? Kim. Ăn mình cái biết hết cái hướng này hướng gì thế nhỉ? Chưa nói nhà này. Chưa nói hết đủ 4 phương 8 hướng luôn. Anh chị nhá, tại vì khi mà nói này là một là nói là anh chị thấy cả thấy mà thiếu nào là chị hỏi ngay nhá, không thiếu. Trong cái nhà như này ạ. Ví dụ đây là hướng nam, đây nó sẽ là bắc, bên này là đông, bên này là tây, bên này là tây bắc, đây là đông nam, còn đây là tây nam, còn đây là đông bắc. Nam này nó là kẹo lên đến cái phần này, cái này là kim, là dẫn trước kẹo lên khi ngay địa chi là nói lại. Đây là hỏa, cái này là gì ạ? Thủy, cái này là kim, tây mà, cái này là mộc, đông nam là mộc. Cái này cũng nó cũng có gì nhỉ? Thiên kiến nữa nhá, là chưa được lắm đâu nhá. Tại vì cái phương đông nam ba nó gồm có 3 sơn thìn còn tị đó, sang tị lại là hỏa. Đông bắc nó là thổ, không ạ? Đông bắc nó xử cẩn thận này. Tây nam khỏe khôn thì nó là thổ, và tây bắc thì nó là kim, khỏe càn. Và chúng ta nhớ cái phần đoạn đầu buổi sáng nó nói về khỏe, thì tây bắc này thì hậu thiên bắc quái thì nó là khỏe càn, thuộc kim, bên này là khỏe khôn, thuộc thổ, bên này là khỏe tốn, bốn nọ, và bên này nó là 7 cấn. Ở bên này nó là quẻ trấn mùa xuân đấy ạ. Mùa xuân thì được giải thích ra mùa xuân thì tiếng sấm đầu tiên đấy, kinh chập đấy, và lúc đấy là mùa xuân. Còn đây là phương tây nó phải đòi, thì đây là ngũ hành của 8 quẻ. Nên chị sẽ sử dụng 8 quẻ này vào thì chị tìm ví dụ nhà chị hướng tây bắc chẳng hạn, thì đấy là thành kim, đông nam là mộc, được chưa? Cái này anh chị cứ tưởng tượng thế nữa, xong kèm nữa sang đến cái phần lá kinh ấy, thì chị sẽ được chị biết. Được chưa? Đây quẻ nam bắc nam rồi đưa quẻ này quẻ linh là cảm. Hình tròn à? Không kẹo nữa sang đến là cái quẻ của cái thổ trung ương. Thổ trung cung ở đây khi mà người ta tân sang la kinh 4 phương 8 hướng á, người ta đẩy của trung cung ra khỏi cấn với cả khôn. Đây là đủ 8 quẻ rồi ạ. 1, 2, 3, 1, 2 là 8 quẻ. Tây bắc, đông, tây nam, đông bắc đều là quẻ. Không, có đông bắc và tây nam là thổ rồi ạ. Còn tây bắc đông nam nó là mộc với kim ạ. Đây là mộc với kim và đây là hỏa thủy hỏa. Anh chị có hiểu cái này rõ này không ạ? Chỗ này là phương đông bắc, đúng không ạ? Phương đông bắc tức là hướng nhà chị, nếu gọi là hướng đông bắc chẳng hạn, thấy chưa ạ? Tẹo nữa sẽ hướng là kinh thì mình phải phân biệt xem là đông bắc là từ bao nhiêu độ đến bao nhiêu độ. Về tạm thời chấp nhận là phương đông bắc là thổ, đúng không ạ? Phương bắc thuộc thủy, càn kim, đúng không ạ? Là Tây Bắc, Tây là kim, đoài kim, đúng không ạ? Kim đến nhá. Cái này là Mộc, phương Đông. Cái này là Đông Nam, Mộc ạ. Cái này là Nam Hỏa. Bởi vì là sợ cái buổi khoa học nó nhàm chán ấy, thành ra mình phải nói trước nghe giới thiệu, nó chỉ cần vào phần chữ chi phát anh chị sẽ biết là tại sao tôi là Mộc, tại sao này kim, tại sao đây là kim, nó không phải cái khác. Nhưng mà sợ cái buổi học thực sự nó cứ bị nhàm chán ấy, nó cứ bị học các cái kim mộc thủy hỏa thổ rồi giáp đất ninh nó căng rồi nói trước. Khi chị hiểu cái bản chất, anh hỏi đấy ạ. Vâng. Không, như thế này, nếu như nhà của anh mà vấn đề là cái hướng nhà ấy, nó căn cứ ở cái phần thủy lần trước ạ, cái đường nó ở chỗ nào ạ? Nó một phần nữa, bởi vì khi mà tính hướng ạ, khi mà tính phong thủy nó không tính vào hướng nữa, nó tính vào tọa. Còn khi mà phối màu với thiên khí mình phối vào hướng ạ, anh bản chất không? Đường to nhỏ này. Đường anh hay đi. Cái đường anh hay đi, ví dụ này nhá. Mình ví dụ anh chị hiểu rồi cái này. Xong nhiều cái nhà như thế này. Đây đường đi đây. Có nhà nào này có, chả vấn đề gì cả. Đường đi đây. Đây đường đi như thế này. Đúng không ạ? Mình mở cổng vào như thế này. Đi vào từ lối này. Đúng không ạ? Thì nhà này thì ví dụ như ở đây là hướng Nam chẳng hạn. Thì đây là hướng gì ạ? Bên trái hướng Nam là gì ạ? Đâu? bên trái hướng Nam là Tây. Đúng không ạ? Bên trái hướng Nam là Tây, bên đây là hướng gì ạ? Bắc. Tưởng tượng gì? Không phải Bắc ạ. Bắc là Tây Bắc. Bắc là thế này này. Nếu như cái nhà mình chỗ này hướng Nam này thì đây mới là Bắc này. Đúng không ạ? Nhưng mà nếu như đây là hướng Nam á thì bên này nó sẽ là hướng Bắc. Đúng không ạ? Tây Bắc. Đúng không ạ? Thì đây sẽ là đây. Còn đây sẽ là Đông. Như vậy là cái nhà này của mình là tọa Tây Bắc hướng Nam. Có cái nhà nào đây không? Có nhiều hướng khác. Đúng không ạ? Thì khi là tính phong thủy thì tính kiểu gì? Đúng không ạ? Như vậy là về mặt thiên khí nói chung, anh chị vẫn cứ tính vào hướng của nhà. Vẫn tính hướng của nhà nhá, anh chị vẫn cứ tính màu sắc và hướng của nhà ở đây. Giống như nhà của anh chẳng hạn, nếu như nhà của anh mà như thế này chẳng hạn, đẹp quá nhỉ. Nhà của anh như thế này chẳng hạn, ví dụ cái cổng của anh ở đây đúng không ạ? Nhà anh một hướng ở chỗ này, anh mở cái cổng ra ở chỗ này đúng không ạ? Thì như vậy thì phần màu sơn của nhà anh ấy thì anh căn cứ vào cái hướng này anh tính màu, và cái hoa văn trên cửa của anh em giữ hướng này tính hoa văn trên cửa. Anh hiểu bản chất chứ ạ? Ví dụ như cái này của anh là Nam chẳng hạn nhá, thì đây là Tây đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu như ở chỗ này hướng Nam thì phần màu sơn phần trước này của anh có để là màu vàng, và phần Nam Tây với Kim đây thì nó là thủy đúng không ạ? Nó sơn cổng màu xanh. Xanh này này. Hiểu bản chất không? Đây ạ, đây cái đường đi đây ạ. Ví dụ cái đường đi đây ạ, đây cũng có một cái đường nữa. Anh hiểu bản chất không? Cái này đều chưa khó chứ. Cái này hướng Nam. Nhà hướng Nam, tọa hướng Tây Bắc. Nhưng mà khi là phong thủy thì sẽ tính vào tọa, không tính vào cái hướng. Thấy này nói trước kia là cổng đi vào trong. Cổng. Cổng đây là sân ạ. Đây là sân nhá. Đây là cổng vào này. Đúng không ạ? Vào nhà này chịu là phòng khách này này. Ban công ra cầu thang lên này, phòng bếp ví dụ thế. Thì như vậy thì cái phần chỗ này của anh chị thì anh chị lại sử dụng cái phần màu sắc để phần thiên khí nó được tương sinh cho nhà của anh chị. Chỉ sự phần màu sắc để thiên khí được tương sinh với cổng của anh chị nó vượng. thì nó đón được khí vào. Nhưng mà nếu cổng này hướng Tây thì phải đón thế, nó chẳng may cái cổng nó nằm bên này. Thế là phải tính toán lại. Mình chỉ tính cái này, tính cái màu sắc của ngôi nhà nhá. Còn khi mà cổng của anh chị lại tính khác nhá. Mình có một sơn cổng cái màu đấy là khó lắm, bởi vì tại sao? Khi người tính phong thủy cho nhà ấy, để mà tính được nạp được khí ở nhà, đầu tiên em phải tính là khí cẩu là cái cổng, đúng không ạ? Tính toán với đại môn xem là giữ cái cổng với cái đại môn có được cổng có được tắc vị không? Sau đó tính giữa cái đại môn của anh chị với các phòng, cứ tính vị trí các phòng với cái vị trí chị để đủ lại. Ở đây là khái niệm nó phải luân chuyển. Thầy ơi, vâng. Thầy nói kỹ thì tại sao cổng kia được chia sơn màu xanh nhẹ thôi, sao xanh màu vàng? Tây kim. Tây tại dưới này thì xanh. Tây ạ, không ạ. Khi anh chị đặt cái la kinh, anh chị đặt cái la kinh như thế này nhá. Không ạ, Tây là Nam chẳng hạn nhá, thì chị có lên trên này thì nó vẫn cứ là Nam, anh chị chạy sang đây thì nó vẫn cứ là Tây mà. Thì nếu hướng này là hướng Nam thì hướng này sẽ là hướng Tây, đúng không ạ? Không, vị Tây Nam còn hướng cổng là hướng Tây. Anh chị chia cái nhà của anh chị ra như thế này, bốn phương tám hướng này, ví dụ như này chẳng hạn nhá. Anh chị thì cái vị ở chỗ này này thì được gọi là vị Tây Nam, đúng không ạ? Còn cổng này là hướng về phía Tây. Kim thì chúng ta mới sử dụng màu xanh. Không ạ, chúng dùng xanh nhất tuyển, tôi chỉ ở cái màu này thôi. Tôi dùng màu xanh thủy đấy ạ. Tôi chỉ rõ ràng là xanh thủy đấy. Để cho tương sinh cho thủy. Kim mà sinh thì ra ngoài hết à? Chứ là thổ sinh kim. Không, tức là cái hướng này là hướng kim, thì mình lấy hướng kim mình sinh cho cái thủy nhà mình để cho nó vượng khí, chứ không phải là làm nhà mình hướng Tây mình đi mình hiểu bản chất không ạ? Cái phần này cũng phải thấy một cái khó hiểu nhẹ nhá. Tôi không biết là như nào. Bây giờ tóm lại cái nhà của anh chị ở đây gọi là nhà anh chị hướng Nam, đúng không? Thì đây là Nam, đúng không ạ? Anh chị bây giờ phải cần cái hướng Nam nó tương sinh cho nhà của anh chị, đúng không ạ? Và hướng Nam là thuộc hành hỏa, đúng không ạ? Để cho cái nhà anh chị là vượng khí, anh chị phải dùng thổ để cho hỏa của thiên khí trời đất ấy nó sinh cho cái nhà anh chị nó vượng khí lên. Anh chị bảo chất không? Nên là cái này chúng ta sẽ sử dụng màu vàng. Bản chất đấy hiểu chưa? Đấy là cổng. Thầy ơi, sơn màu vàng là vàng kiểu vàng này này. Không, vàng nhiều vàng lắm. Vàng căn cứ vào cái màu vàng của thổ, chúng ta sẽ căn cứ cái màu vàng từ cái màu ngũ như cái màu lần sàn này trở lên này đến cái màu của cái nền này này. Keo tông cũng được coi là thổ, cũng được coi là thổ. Bản chất chưa? Cố gắng hiểu bản chất, bản chất. Sau này không hiểu bản chất lúc sau hỏi lại cũng đỡ được luôn. Chúng ta sử dụng một, nếu như mà nhà hướng đông mà sơn cả nhà đỏ nó buồn cười, đúng không? Làm thế nào? Đừng mơ các bạn nghĩ là sơn cả nhà mình đỏ bè đây, đừng mơ các anh chị sơn cái nhà mình vàng khè lên, mà phần mặt trước của nhà anh chị ấy, thì nó sẽ có cái phần thò ra tụt vào á, thò ra tụt vào ấy, thì phần chỉ ấy, phần đối chỉ của nhà anh chị ấy, anh chị sử dụng cái phao á, thì anh chị sử dụng các cái màu đỏ vào đấy ạ, cái phao, và dùng cái đỏ này hoặc dùng sang màu be hồng á, hoặc là tím á. Chúng ta không phải là sơn cả nha, chúng ta tím ngắt cái đỏ và chúng ta sử dụng một vài tiểu tiết trên đó, rồi sau đó chúng ta tương sinh cho cái phần đấy, chứ không phải là cả nhà đỏ lên nên ai mà chịu được, còn cứu hỏa đâu. Thế là mình đừng hiểu một cách gọi là cố gắng hiểu nó hay quá nhá. Âm dương nó phải hài hòa, nó phải hợp bát của anh chị đã, rồi sau đó mình nói chuyện. Còn phong thủy ở đây là phần ví dụ như toàn bộ phần cột nhà chẳng hạn, nhưng mà nếu như cái phần viền này này tôi làm một phần màu đỏ không này nó cũng rất đẹp, nhưng cả cái nền này cả chân này tôi làm một màu đỏ này đây tôi không chịu được. Nhưng nếu chỉ cái viền chỉ chạy ra này thì được, nhanh chỉ bản chất không, vì chúng ta sẽ làm cái hình tam giác của nó. Được chưa? Tủ giấy đang cái sang phần. Thế đây.